Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Cái nhà gì đây? Ôi bạn ơi, nó cắm vào rồi mà nó còn gọi là rong rêu như thế này nữa, chắc chắn là bên trong có ma không người ơi. Đâu vô đại gì bạn ơi, bây giờ nó để trong làng heo tiên chắc chắn là lỡ họ theo dõi mình sao, mình phải vô thôi. Đi ơi, ôi nhồng ngon quá ngon. Gì mà quay hình mà không chịu nói tôi biết dễ trơn vậy. Xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình thời sự của chúng ta ngày hôm nay. Như quý vị đang nhìn ở trên màn hình thì đây chính là một ngôi nhà bí ẩn. Tại sao lại nói nó là ngôi nhà bí ẩn thì thật ra câu chuyện bí ẩn nó bí ẩn lắm quý vị ạ. Nó là như thế này. Có hai chàng trai không biết từ đâu ra đã chui vào trong một cái ngôi nhà này và hiện tại hai chàng trai đã bị mất tích. Thật sự tôi không hiểu là tại sao hai chàng trai lại mất tích nữa. Thật sự rất là bí ẩn, cho nên yêu cầu mọi người không được vào trong căn nhà đó, nghe rõ chưa? Và hai chàng trai này hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ danh tính, nhưng mà nói chung hai chàng trai này đã bị lạc vào trong ngôi nhà đáng sợ này. Tò mò ta, để vô coi thử coi biết trong nhà có gì ta. Ủa gì vậy, tự nhiên hôm nay xem thời sự của hai người ẩn danh trong làng mất tích. Mất ai vậy ta? Trời ơi, bây giờ mà còn mất tích nữa trời. Thôi thì ghê quá, thôi chị em ơi đi chơi đi, chán quá. Không hiểu sao luôn, đi xem chụp hình nhưng có tim mất tích. Mà cái nhà nhìn là biết là nhà hoang rồi. Không có gì đâu, mấy cái mất tích này chắc là người ta diễn, người ta giả bờ đồ đó. Chị không hiểu sao nữa. Thôi em nghĩ nha, cái nhà hoang vậy nhìn là biết là không nên vô rồi. Ai mà khờ với sợ khờ mà vô nhà đúng không? Trời ơi, mình là khôn sao vô được rồi. Cái người mà vào cái chỗ đấy á, chỉ có những cái người mà kém này còn không thông minh có lắm mới vào được thôi á. Đúng rồi bạn ơi, nghĩ sao vậy, thôi chị em mình đi chơi đi. Nghĩ sao vậy, cái nhà nhìn là biết là không nên vô rồi. Chị em ơi, hôm nay là mình phải đi chơi vậy chứ, cái xích lên bờ đi, chơi cái co gì đó đi, có gì đó vui vui vẻ coi. Hey!
quỷ đó hay vậy lắm mọi người. Ủa thật hả? Bên ngoài thì bé xíu, bên trong thì to đùng quá. Ôi bây giờ mày quá chạy cứu mọi người chứ sao giờ, từ từ đi xem quay gì đây. Ủa cẩn thận kính mọi người, cẩn thận nha đây nè, trời ơi toàn la ve không mà đi sợ nha, cẩn thận nha. Bên này có cần cần gạt tôi nhìn là tôi biết liền, chờ tôi xíu. Đây chờ tôi xíu để tôi nhẹ qua tôi tìm. À đó hay chưa, thần thoại bắt cua mà giỡn đùa gì. Đó rồi ok. Ủa bây giờ cái này gạt làm gì vậy? Cái này chìa khóa đâu? Ủa nhảy sao vậy, sao đây? Không biết nữa. Nhảy nhảy lại thử coi. Đây rồi đây. Ủa chìa khóa có đây nè, từ từ cái gì đây? Ủa cái này là cái à cái cửa đây, cái cửa. Rồi cái này có chìa khóa rồi phải cần nha. Cái cửa đây, rồi qua đây. Hey. Rồi chị em tới thử ra đừng có rớt nha. Chị em mình chị em bà rồ đó, không có thể nào mình đứt được đúng không? Rồi sao nhảy cái này nó khó nữa vậy? Ai biết nhảy nó sao á mọi người, nhìn nó ghê quá. Ừ để coi. Ủa. À đây có chỗ để cần gạt. Đây, ủa cần gạt này để làm gì vậy? Để tôi xem coi. Ờ ê cẩn thận chờ hồi nữa đâu, chờ hồi nữa cái ba phù thủy đấy thì sao em? Nãy đâu, cái này là cái đồ khác vô từ từ vậy. Rồi để xem coi. Ôi. Ôi cái cửa nó xuống, cái cửa nó xuống đây thì trời ơi nói đúng mà. Mọi người, cẩn thận. Ủa, cái gì vậy? Ây da, cái cửa bên kia kìa. Trời ơi nó gì vậy? Ép lại kìa. Ghê cái quá à. Cái gì vậy? Ê, cái này đáng sợ quá. Mọi người nhảy vô không nhảy đâu. Cái gì đâu kia, có cái gì mà ép ép thì ghê vậy mọi người. Á tay ơi. Ây da trời ơi, đạp cho cái đôi giật này đi luôn. Cẩn thận mọi người ơi, cái chỗ này bị bắt cóc. Phong bị bắt ở chỗ nào mới ghê vậy? Tôi thấy nó hồn an toàn hết trơn luôn. Không phải mình quay lại đi, nhảy cái chỗ này ghê quá, đáng sợ. Qua được cái cầu thì được cái máy cái gì đây, cái máy gai mà nó ép kiểu này vô là thành mấy là cái bò nó đang lên, cái này là máy máy kia nó lo ép là mình thật thành không còn gì luôn đó. Trời ơi sao giật luôn á. Ui bây giờ để em để thị phạm cho em thử, em thử qua đây đây rồi, nhảy qua đây rồi, nhảy qua đây rồi, nó kẹp nè, nó kẹp ra một phát luôn nè. Rồi vô vô. Bảo bảo chứ còn gì nữa, bây giờ chị em mình đang
đường xoáy tròn gọi là đường kim cương các bạn. Trời ơi, nãy đường cái suối rồi, bây giờ chọn đường kim cương. Tôi chắc chắn với chị em là cái cửa siêu may mắn luôn, nên là không cần sợ hết trơn. Mở cửa ra xông vô đi luôn, không sợ hết trơn. Đây, đây, rồi, đây, 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 cao, đi thôi, mọi người. Mình đi giải cứu hộ anh em á, mình đau đớn, mình đau khổ á, mình hòa được không? Mình đừng cứu nữa được không? Kệ đi được không? Thôi cô ơi, chứ sao giờ chị em bây giờ không cứu hai ông kia bắt cóc tội mày không lắm chị ơi. Thôi cô lên chứ sao vậy? Ủa Sip đâu rồi? Sip ơi, Sip ơi, em đâu rồi? Mẹ Màu ơi, đợi em chút, đang trở lại. Ôi trời, đây là cái cửa màu vàng này đúng nha, cánh cửa này đúng nha, không có sai nha. Cố gắng lên, bây giờ còn mấy bạn thôi, tụi mình sẽ gặp được hội anh em. Cố lên chị em, cố lên, cố lên. Later. Mệt quá rồi. Chiến thắng. Chiến thắng rồi chị em.
bởi vì là nó làm lùn đi, làm chị béo lên này, chứ còn chị là chị không muốn giải cứu hai tên kia đâu. Ủa Phong Cẩn, ủa bây giờ Phong Cẩn với cái đó làm sao chị em? Kệ đi em ơi, biết sao rồi, trời trên đấy cao lắm, mình với không tới đâu. Về đi nha, về đi. Bạn ơi, tạm biệt mọi người, ở clip sau lại bye, tụi mình mời hết sức cứu của tôi, bye bye bạn nha, bye vậy nha. Mệt rồi. Cuối cùng thì Carlos và Phong Cận sẽ bị nhốt ở đây và gái. Về thôi chị em ơi, mệt rồi rồi. Về thôi. Ủa rồi mấy cái bà này bà tới làm gì bà không cứu mình vậy? Ủa bà không cứu luôn hả? Ủa là sao vậy? Bà bỏ mình đi rồi. Bỏ tôi rồi hả? Buồn quá bạn ơi.